Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà. Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, 7 tháng 6 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là phóng sự giả tiệc Ngọc trong tim với Bích Phượng. Và sau cùng là bản tin về buổi lễ thăng cấp chuẩn tướng của Đại tá Lập thể C. Flora do Nam Anh thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, lịch sử trong tay bà Clinton, cử tri đã chỉ định bà làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân Chủ. Lịch sử đã có trong tay, bà Hillary Clinton sẽ mừng là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn của Mỹ vào ngày bầu phiếu hôm nay ở California, New Jersey và 4 quốc gia khác. Các cuộc bầu phiếu mà bà Clinton hy vọng đưa bà vào cuộc tổng tuyển cử trông thế mạnh. Bà Clinton sẽ đạt đến 2.383 đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ vào đêm trước cuộc bỏ phiếu hôm nay. Theo một tính toán của hãng tin Associated Press, tổng số phiếu của bà bao gồm các đại biểu cam kết giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ và họp kín, cũng như các siêu đại biểu, tức các quan chức đảng và cán bộ ủng hộ một ứng cử viên theo lựa chọn của họ. Bây giờ là ứng cử viên sáng giá, bà Hillary Clinton đang đưa ra một gợi ý lớn cho cách thức mà đối thủ của bà là ông Bernie Sanders có thể muốn vật lộn với thực tế đó. Và vòng kết quả của 6 tiểu bang ngày hôm nay. Bà nêu ra rằng vào ngày này, cách đây 8 năm, bà đã bỏ cuộc đua tổng thống đảng Dân Chủ và ủng hộ thượng nghị sĩ Barack Obama. Bà cũng đừng hy vọng rằng ông Sanders sẽ nhường cho bà ngay bây giờ. Ông ấy cần một thời gian nữa để đối phó tình hình đã và đang diễn ra. Giữa lúc đảng Cộng Hòa bất hòa, ông Ryan tập trung vào chính sách. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đang đề xuất một sửa đổi lớn cho chương trình giảm nghèo của quốc gia, lần đầu tiên trong nhiều thế kế hoạch chính sách, nhằm đoàn kết đảng Cộng Hòa bị đổ vỡ bởi một cuộc bầu cử gây tranh cãi chính trị và các chính sách của ông Donald Trump hướng theo nhân sách các cá nhân của ông. Đề nghị của ông Ryan sẽ làm thay đổi cho các chương trình phúc lợi, lương thực và trợ giúp nhà ở trong số nhiều chương trình khác để gia tăng nhu cầu việc làm cho các chương trình hiệu quả hơn và cho phép các tiểu bang đưa ra các quyết định về cách viện trợ được phân phối. Ông Ryan sẽ không chuyển dịch ngay lập tức hầu hết các ý tưởng vào pháp luật, bởi vì các điểm chính của ông sẽ không được ban hành dưới thời ông Tổng thống Barack Obama. Nhưng ý tưởng là đặt nền móng cho tương lai nếu một thành viên đảng Cộng Hòa trở thành Tổng thống. Thêm người đảng Cộng Hòa quở trách ông Trump, đừng nói về thẩm phán nữa. Nhiều thành viên đảng Cộng Hòa ngày 6 tháng 6 đã mắng ứng cử viên tổng thống của đảng, yêu cầu ông Donald Trump xin lỗi và chấm dứt ngay vì đã nói về nguồn gốc dân tộc và sự vô tư của thẩm phán Mỹ đang theo dõi một vụ kiện chống lại Đại học Trump. Dẫn đầu số người này là hai cựu đối thủ của ông cho vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio cho rằng việc ông Trump đang chống lại sự vô tư của thẩm phán Gonzalo Curiel của Hoa Kỳ là sai hoàn toàn. Ông Kasich viết rằng ông Trump nên xin lỗi thẩm phán Curiel và cố gắng
hiệp nhất đất nước này. Còn thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida nói, đây là sai lầm và tôi hy vọng ông ấy phải dừng lại. Các thành viên nổi bật khác của đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng, vẽ một đường ranh chắc chắn giữa họ và ứng cử viên tỷ phú, mà với ông, họ đã phát triển một hòa bình mong manh. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida hỏi ông Trump về việc tặng quà trước khi bác bỏ vụ gian lận. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida đã đích thân hỏi về một quỹ đóng góp chính trị từ ông Donald Trump trong cùng khoảng thời gian mà văn phòng của bà cân nhắc việc tham gia một cuộc điều tra về gian lận bị cáo buộc Đại học Trump và các chi nhánh của nó. Các tiết lộ mới từ phát ngôn viên của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi với hãng tin The Associated Press ngày 6 tháng 6 cung cấp thêm chi tiết xung quanh các trường hợp bất thường của việc ông Trump tặng $25,000 cho bà Bondi. Số tiền này đến từ một quỹ của gia đình ông Trump, vi phạm rõ ràng các quy tắc xung quanh các hoạt động chính trị từ việc làm từ thiện. Một nhóm chính trị ủng hộ sự tái cử của bà Bondi được gọi là And Justice for All, công lý cho mọi người. Báo cáo nhận tấm xác ngày 17 tháng 9, 2013, 4 ngày sau khi văn phòng Bondi công khai tuyên bố rằng bà đang được xem xét tham gia một cuộc điều tra của bang New York về hoạt động của Đại học Trump, theo một báo cáo năm 2013 trong tờ The Orlando Sentinel. Bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình cho tên giết người hàng loạt Grim Sleeper. Một kẻ giết người hàng loạt có biệt danh là Grim Sleeper bị kết án tử hình vì tội giết 9 phụ nữ và một cô gái trẻ cách đây hơn 2 thập niên ở Nam Los Angeles. Một bồi thẩm đoàn đã quyết định như thế ngày 6 tháng 6. Thủ phạm Lonnie Franklin Jr. nhìn thẳng về phía trước và không có cảm xúc nào khi một thư ký tòa án đọc 10 bản án tử hình. Các thành viên trong gia đình của các nạn nhân đã khóc khi bản án được đọc. Chúng tôi có những gì chúng tôi cần có. Một phán quyết đúng đắn. Porter Alexander, người cha của nạn nhân 18 tuổi Alicia Alexander nói như thế. Ông nói tiếp, tôi rất vui vì tôi còn sống để nhìn thấy điều này. Ông bầu quyền Anh Jean Kilroy, thương tiếc sự ra đi của người bạn thân Muhammad Ali. Trong nhiều năm, ông bầu Jean Kilroy đi khắp thế giới với Ali, chuẩn bị tất cả cho nhà vô địch quyền Anh hạng nặng và làm cho Ali không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác ngoài thi đấu quyền Anh. Kilroy đã chăm sóc mọi thứ, ngay cả sắp xếp người thức Ali dậy lúc 4 giờ sáng để chạy bộ trong giờ tập buổi sáng. Nhưng sau này, ông Jean Kilroy cũng có các giới hạn của mình. Và do đó, ông Kilroy đã ngồi uống chocolate milk hôm qua, chiều thứ Hai 6 tháng 6 trong một quán cà phê để tưởng nhớ người bạn của mình. Thật là buồn đau, ông Kilroy cho biết. Vùng Đông Nam có mưa nhiều hơn khi bão nhiệt đới Colin tiến về phía miền đông. Bão Colin đã được dự báo sẽ tiếp tục làm mưa lớn trong khu vực Đông Nam hôm nay, sau khi di chuyển trên khắp miền Bắc tiểu bang Florida và làm mất điện và ngập lụt đường xá. Thống đốc tiểu bang Florida Rick Scott tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Khi bão phá hoại theo cách của nó, trên toàn tiểu bang và vào phía Đông Nam tiểu bang Georgia và trung tâm bão quốc gia cho biết bão Colin là một cơn bão thứ ba đã hình thành trong lưu vực Đại Tây Dương. Khoảng 5 giờ sáng hôm nay, cơn bão đã di chuyển vào Đại Tây Dương, đi xa bờ biển Georgia. Ông Scott cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng không có báo cáo về thiệt hại lớn, nhưng tiểu bang sẽ theo dõi lũ lụt từ các trận mưa gây lụt đột ngột, phần lớn trong đó diễn ra trong triều cường ngày thứ Hai, 6 tháng 6. Một phụ nữ Nhật phá vỡ im lặng giữa các bệnh nhân ung thư tuyến giáp trạng ở Fukushima. Một phụ nữ 21 tuổi bị ung thư tuyến giáp trạng và muốn mọi người trong quận của cô ở vùng Đông Bắc Nhật Bản biết về nguyên nhân của nó. Câu nói này có vẻ không khiêu khích, nhưng quận của cô là Fukushima, nơi có 173 người trẻ tuổi với các trường hợp được xác định hoặc nghi ngờ kể từ năm 2011 sau vụ lò hạt nhân ở đó bị thiệt hại bởi sóng thần tsunami. Và cô là người đầu tiên lên tiếng. Sự im lặng này nhấn mạnh nỗi sợ hãi mà các bệnh nhân ung thư tuyến giáp trạng ở Fukushima phải chịu đựng. Tỷ lệ ung thư tuyến giáp trạng ở tỉnh phía Bắc Nhật Bản là cao hơn so với những gì thường được tìm thấy tại các nơi khác, đặc biệt là ở trẻ em. Nhưng chính phủ Nhật Bản cho biết
Nhiều trường hợp là thổi phồng lên vì kết quả xét nghiệm nghiêm ngặt, chứ không phải do bức xạ trào ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Daiichi ở Fukushima. Các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến ở Fallujah. Khi lực lượng an ninh Iraq thắt chặt gọng kìm của họ ở ngoại ô của thành phố Fallujah bị quân nổi dậy nắm giữ, các vi phạm nhân quyền đang nổi lên ở cả hai phe. Ngày 6 tháng 6, hàng trăm nhân thường, nhiều người còn dấu hiệu của sự tra tấn, đã được trả tự do ở miền Bắc ở Fallujah sau khi bị giam giữ bởi một nhóm của chính quyền, đa số là người Shiite. Nằm trong số những người bị bắt đã chết trong khi bị giam giữ, theo Yahya al-Muhammadi, một thành viên hội đồng Anbar làm việc với thường dân di dời. Lực lượng dân quân, được gọi là lực lượng huy động dân chúng, là một trong một số các lực lượng an ninh khác nhau của Iraq tham gia vào chiến dịch để chiếm lại Fallujah từ nhóm nhà nước Hồi giáo IS, vốn đã kiểm soát thành phố trong hơn 2 năm qua. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thư mời tham dự dạ tiệc của Liên hội Sinh viên MOFSA. Liên hội Sinh viên MOFSA là một tổ chức sinh viên Việt Nam với khoảng 400 hội viên của 11 trường đại học vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Liên hội sẽ tổ chức dạ tiệc vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 6, 2016 tại nhà hàng China Garden, Roslyn, Virginia. Kính mong quý vị phụ huynh và đồng hương tham dự. Liên lạc xin gọi Krista Trần 301-741-2747 MOFSA 11608 Hartwood Drive, Bowlesville, Virginia 20705. Pháp hội Vô Lượng Thọ lần đầu tiên tại thành phố Portland, Oregon thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Ban tổ chức đáp lời theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử tại Oregon, Đại Đức Thích Giác Nhàn sẽ đến hướng dẫn quý Phật tử đồng tu tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà và thuyết giảng trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016, thời gian từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày tại Pension Polytechnic High School, 546 Northeast 12th Avenue, Portland, Oregon 97232. Quý Phật tử đến tham dự pháp hội hoàn toàn miễn phí. Quý Phật tử tại vùng Seattle muốn tham dự pháp hội, chúng tôi có xe đưa đón miễn phí. Xin vui lòng liên lạc cô Thu Thảo 206-859-3099 để thuận tiện cho ban tổ chức sắp xếp. Mời quý Phật tử hoan hỷ gọi phone đến ban tổ chức và ghi danh tham dự pháp hội. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Như Phước 541-613-2666, cô Như Thảo 541-301-7994, cô Như Thủy 541-499-4442. Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả. Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Lina, buổi đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ được chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy. Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Inada Dreamway Medical Chair là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, được chính phủ Nhật chuẩn nhận và được làm tại Nhật. Giá sale 8.799, trả góp dài hạn không tính tiền lời, giao đến tận nhà lắp ráp miễn phí trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC trong khu Eden Center 703-237-8999.